Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 603. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán cho CO2 sục vào dung dịch kiềm. Cụ thể bài toán này là bài toán xuôi. Xuôi tức là biết đầy đủ số mol các chất ban đầu thì thầy gọi là xuôi. Phương pháp giải loại toán xuôi này rất đơn giản thôi. Phương pháp đó là xét tỷ lệ OH trừ trên CO2. OH trừ trên CO2 để các em khẳng định được trong 3 phản ứng này, phản ứng xảy ra là phản ứng nào? 1, 2, 3 hoặc là 2 và 3. Đó. Thế thì bài toán này chỉ khác một điểm là các em nhớ hội thầy thêm một phương pháp nữa là gọi là quy đổi phản ứng. Khi CO2 sục vào kiềm thứ nhất là NaOH thu được X gì? Đổ kiềm thứ hai vào X thì thu được kết tủa. Như vậy thầy quy đổi luôn là CO2 của thầy sục vào hỗn hợp đồng thời hai kiềm này luôn, số mol tương ứng và tìm lượng kết tủa thu được. Bài toán xuôi này thầy xét tỷ lệ OH trừ trên CO2 sẽ bằng 1,93, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Lớn hơn 1, nhỏ hơn 2 nghĩa là xảy ra phản ứng cả 1 và 2. Tạo đồng thời hai muối CO32 trừ và HCO3 trừ. Mục tiêu chính là thầy tìm ra CO32 trừ. Vậy, tìm CO32 trừ bằng phương pháp dùng công thức giải nhanh, lấy tử trừ mẫu. CO32 trừ bằng OH trừ trừ CO2, kết quả sẽ bằng 0,26 mol. 0,26 mol này nó kết hợp với Ba2 cộng để tạo kết tủa BaCO3. Nghiễm nhiên là tính theo ion hết là Ba2 cộng. Vậy kết tủa sẽ bằng 0,1 x 197 bằng 19,7 gam. Đáp án thầy chọn là A.